Xin kính chào quý vị đồng nghiệp đang theo dõi chương trình. Tôi rất hân hạnh trong cái chương trình tâm điểm ung thư của bệnh viện Ca ngày hôm nay, tôi xin được trình bày với cái chủ đề là điều trị triệt căn trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, vai trò của ngoại khoa. Nội dung trình bày thì bao gồm phần thứ nhất là chỉ định phẫu thuật trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. Chương trình tiếp theo, các tiến bộ trong phẫu thuật ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tiếp theo, hiệu quả của phẫu thuật trong ung thư phổi tại bệnh viện Ca. Và cuối cùng là vai trò của bác sĩ ngoại khoa trong điều trị ung thư phổi ở giai đoạn sớm. Như chúng ta đã biết, ung thư phổi là một trong những ung thư mà thường mắc đứng đầu ở nam giới. Mỗi năm trên thế giới, chúng ta có khoảng 2,1 triệu người mắc vì ung thư phổi, và cũng có tới khoảng 1,8 triệu người chết vì căn bệnh này. Tỷ lệ các bệnh nhân ung thư phổi đến với chúng ta ngay cả Việt Nam cũng như trên thế giới, cái tỷ lệ đa phần ung thư phổi là một bệnh tiến triển nhanh, có tiên lượng xấu, và đa phần bệnh nhân đến với chúng ta thì đã vào giai đoạn tiến triển và di căn. Trong số đó chỉ khoảng 25-30% số bệnh nhân còn chỉ định mổ, còn lại khoảng 70-75% bệnh nhân đến với chúng ta là không còn chỉ định mổ. Ở các cái giai đoạn chỉ định mổ được, đó là giai đoạn 1A, 1B, 2A, 2B và giai đoạn 3A. Và trong số những giai đoạn này thì chỉ chiếm khoảng 25-30% thôi ạ. Và phẫu thuật ở các cái giai đoạn sớm thì có, cho đến thời điểm này thì có tiên lượng tương đối tốt. Tỷ lệ sống 5 năm ở các cái giai đoạn 1 từ 80-90%. Và đến giai đoạn 2 thì tỷ lệ này khoảng dao động trong khoảng độ 60-70%. Và giai đoạn 3A thì nó khoảng 50% sống 5 năm. Để chỉ định phẫu thuật trong ung thư phổi thì chúng ta phải căn cứ vào đặc điểm của tổn thương của khối u và các cái hạch vùng. Đây là những yếu tố chính để quyết định khả năng phẫu thuật. Ở các giai đoạn 1 bao gồm T1, T2, N0, giai đoạn 2 T1, T2, N1, T3, N0 và các cái giai đoạn 3A thì các bác sĩ lồng ngực đóng vai trò hết sức quan trọng, và đặc biệt chúng ta cũng cần phải hội chẩn qua MDT, hội chẩn đa chuyên khoa, và làm thế nào chúng ta phải phân ra được hai nhóm bệnh nhân, đó là nhóm bệnh nhân phẫu thuật được và nhóm bệnh nhân không phẫu thuật được. Về chỉ định thì khái niệm về cắt bỏ cho phù hợp với phẫu thuật thì các khái niệm về cắt bỏ thì được đưa ra sự phù hợp cho phẫu thuật, đó là khối u, các cái hạch vùng, thể trạng, tình trạng bệnh nhân cho phép, các cái nguy cơ cũng như các bệnh mắc cùng, để từ đó chúng ta có thể hoàn toàn cắt bỏ được khối u. Và trên một số bệnh nhân mà không có điều kiện trong phẫu thuật thì chúng ta có thể cắt tối thiểu nếu bệnh nhân có những cái bệnh kèm theo. Vì vậy cho nên là trước mổ thì chúng ta cần dựa vào cái tiêu chí để đánh giá và xác định cho phù hợp. Các cái nguy cơ cũng như các yếu tố mà để tái phát sau phẫu thuật đấy, thì bao gồm cái tình trạng giai đoạn bệnh, kích thước khối u và các cái tỷ lệ di căn ở hạch vùng và sự xâm lấn của các hạch lanh phô. Và trong đây thì chúng ta có một cái khái niệm, đó là bệnh tồn dư sau phẫu thuật, đó là cái MRD, và đây là một khái niệm mà chúng ta xác định cái mẫu tổn thương mà tối thiểu lưu hành trong máu sau khi cắt bỏ. Đấy, vì vậy nếu như mà MRD dương tính thì có nghĩa là mặc dù bệnh nhân ở giai đoạn sớm chúng ta cắt bỏ sạch sẽ, nạo vét hạch sạch sẽ rồi, nhưng nguy cơ tái phát rất cao. Đấy, vì vậy sau phẫu thuật thì đến nay thì với cái công nghệ sinh học phân tử phát triển và chúng ta làm gen, để chúng ta xác định được cái MRD, tức là xác định cái ctDNA tồn dư sau phẫu thuật, và để căn cứ vào đó chúng ta có thể chỉ định điều trị bổ trợ. Các cái xét nghiệm về sinh học phân tử thì đến nay thì những cái khuyến cáo cho thấy các xét nghiệm về EGFR ở các giai đoạn sớm thì hiện nay thì ở các bệnh viện cũng như các trung tâm đều có những cái thiết bị để chúng ta chẩn đoán cái đột biến gen này. Vì vậy cho nên là tất cả khuyến cáo là các bệnh nhân sau phẫu thuật đều cho làm cái đột biến gen EGFR, và đây là cái tỷ lệ đột biến gen
EGFR trong các cái nghiên cứu cũng như trong các cái vùng mà chúng ta đã gặp trên thế giới. Cho màn hình chính ạ. Về phẫu thuật trong ung thư phổi thì các cái khái niệm các cái tiến bộ trong phẫu thuật trong ung thư phổi thì trong ung thư phổi gần đây với các thiết bị máy móc công nghệ khoa học điện tử phát triển và kèm theo đó là chúng ta ra đời rất nhiều các cái kỹ thuật cũng như các máy móc để hỗ trợ cho phẫu thuật. Đó là gì? Đó là phẫu thuật nội soi VAS hoặc RAS, tức là phẫu thuật robot. Trong hai cái hình thái phẫu thuật này thì cái cơ bản là chúng ta cắt thủy phổi chuẩn theo giải phẫu từ trước đến nay, nhưng mà gần đây cái xu thế ở bệnh nhân ở giai đoạn sớm chúng ta đưa ra cái khái niệm mà cắt phân thủy phổi segmentectomy. Đây là một trong những kỹ thuật rất mới trên thế giới và chỉ áp dụng được ở một số các trung tâm. Cắt phân thủy phổi thì cũng có cắt phân thủy phổi cổ điển ngày xưa thì cắt theo hình trên West direction, và hiện nay cái kỹ thuật này cũng rất ít được áp dụng hơn là vì cái tỷ lệ tái phát tại chỗ. Đến phẫu thuật nội soi VAS thì hiện nay cái xu thế bây giờ là người ta giảm số lỗ mở trên thành ngực. Đấy, cái xu thế trước thì ở những thời điểm trước người ta đi vào từ 5 lỗ rồi rút xuống còn 4 lỗ, 3 lỗ rồi 2 lỗ, và đến nay thì phẫu thuật nội soi lồng ngực 1 lỗ cũng đang phát triển và trở thành xu thế của các trung tâm phẫu thuật lồng ngực. Và các cái giảm cả kích thước của lỗ mổ, tức là cái đường mở VAS, cái đường mở mà hỗ trợ đấy ạ. Thì trước kia có những trung tâm chúng tôi thấy là mở độ 5-6 cm, nhưng khi kỹ thuật phát triển lên, các cái thao tác của các phẫu thuật viên thuần thục lên thì chúng ta còn 4 cm, rồi còn 3 cm, thậm chí có những nơi thì 2 cm, nó rạch rất nhỏ. Và phẫu thuật nội soi robot là một trong những cái mũi nhọn mà hiện nay, và đây là những cái công nghệ rất là phát triển trong phẫu thuật lồng ngực. Thế như vậy, cắt một phân thủy phổi, tức là subnova reaction, tức là cắt dưới thùy đấy, thì chỉ định như thế nào? Trong một số các trường hợp mà khối u T1, N0, M0 và các khối u ngoại vi, thì áp dụng cho những trường hợp bệnh nhân có chức năng phổi kém và có các cái bệnh kèm theo, và không đủ khả năng để cắt thủy phổi, cho nên chúng ta phải cắt tiết kiệm. Khối u thì được chỉ định ở dưới 2 cm, và hoặc các khối u tại chỗ hoặc những cái nốt mờ đường trên 50% trên CT, và khối u đã được theo dõi từ bảo tồn được chức năng phổi tốt hơn so với cắt thủy, bởi nó không những bảo tồn chức năng phổi, cái phần thủy phổi được cắt mà nó làm các cái phần thủy phổi bên cạnh cũng nở ra để bù trừ lại cho những cái phần thủy phổi được cắt bỏ. Trong một nhóm nghiên cứu hồi cứu dựa trên bệnh nhân trên 75 tuổi ở giai đoạn 1A, T1A, N0, M0, cái nhóm lobectomy là 1.051 bệnh nhân so với cái nhóm West Direction là 450 bệnh nhân, và segmentectomy là 119 bệnh nhân, thì người ta thấy không có sự khác biệt về OS tại thời điểm sống 5 năm. Thế nhưng cắt phân thủy phổi giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 0,5%. Trong khi đó cắt phổi thì tỷ lệ này là 8,5%, tức là rất cao đấy. Cắt một bên phổi là tỷ lệ tử vong sau mổ rất cao. Và với cắt thủy phổi mở rộng thì tỷ lệ tử vong là 4%, và cắt thủy phổi chuẩn mà chúng ta thường hay làm ở các trung tâm ấy, là tỷ lệ tử vong là 2,6%. Trong khi đó cắt phân thủy phổi thì tỷ lệ này chỉ còn 0,5%. Như vậy nó giảm tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật. Trong một nghiên cứu với cái mẫu 490 bệnh nhân để so sánh giữa cắt một phân thủy phổi với cắt thủy phổi, thì trong những năm từ 2012 cho tới nay thì người ta thấy là cái tỷ lệ cắt phân thủy phổi ngày càng được áp dụng rộng rãi hơn, và tỷ lệ bệnh nhân chiếm nhiều hơn so với cắt một thủy phổi chuẩn. Và tại Nhật thì năm 2018 thì thấy tỷ lệ cắt phân thủy phổi là gần tương đương với cái nhóm cắt thủy phổi điển hình. Như vậy là cái kỹ thuật này càng ngày càng được áp dụng với những bệnh nhân ở giai đoạn sớm. Kết quả của phẫu thuật cắt thủy phổi so với cắt một phân thủy phổi ở người cao tuổi giai đoạn 1
thì cho thấy cái tỷ lệ sống thêm và kết quả thì tương đương nhau. Tuy nhiên là cái biến chứng của phẫu thuật cắt một phân thủy phổi thì giảm xuống thấp hơn so với nhóm cắt thủy phổi. Về phẫu thuật nội soi, phẫu thuật nội soi là một trong những phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Thì hiện nay chúng ta có phẫu thuật nội soi có video hỗ trợ, gọi là VAT, có video hỗ trợ, và phẫu thuật nữa ở một số các trung tâm mà có cái điều kiện máy móc phát triển, đó là phẫu thuật robot. Đối với những ung thư phổi giai đoạn 1 thì VAT được ưu tiên hơn phẫu thuật mở tại các trung tâm có kinh nghiệm, có các phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, có các trang thiết bị, máy móc cũng như các dụng cụ nội soi đầy đủ, thì chúng ta đa phần chúng ta áp dụng được cái phẫu thuật nội soi. Như hiện tại bệnh viện ca chúng tôi thì chúng tôi đang áp dụng với tỷ lệ 40-50% số bệnh nhân có thể mổ nội soi được. Tuy nhiên những cái nghiên cứu ở các nước khác, như ví dụ như Nhật, thì cho đến thời điểm này người ta đến 70% các bệnh nhân ung thư phổi đến thì người ta mổ nội soi. Đảm bảo, cần phải đảm bảo được nguyên tắc điều trị ung thư. Đấy, cho dù VAT thì đương nhiên nó tốt hơn so với mổ mở. Tuy nhiên là ngoài cái việc cắt thủy phổi, chúng ta vẫn phải đảm bảo nạo vét hạch vùng để lấy hết tổn thương. Và cái vấn đề này phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ cũng như khả năng của phẫu thuật viên ở từng trung tâm. Cái tiêu chí để giảm số lỗ mở thành ngực, như tôi đã nói, khi mà phẫu thuật nội soi của chúng ta mới phát triển thì chúng ta đưa vào đến 5 cổng, tức là 5 lỗ đấy ạ. Thế sau đó thì khi kỹ thuật càng ngày chúng ta càng hoàn thiện dần và chúng ta rút số lỗ mở trên thành ngực xuống còn 4 lỗ, rồi 3 lỗ, rồi 2 lỗ. Và cuối cùng hiện nay thì cái phẫu thuật nội soi 1 lỗ đang phát triển mạnh ở châu Á và trở thành cái lựa chọn hàng đầu cho các phẫu thuật viên ung thư trong các trung tâm phẫu thuật. Với cái phẫu thuật nội soi một lỗ thì chúng ta dùng cái surgery là cái phino mềm ấy, chúng ta áp dụng cả dụng cụ cũng như ống kính nội soi, chúng ta đưa vào cùng một lỗ, và trong một số các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy là nó giảm đau so với cái phẫu thuật nội soi nhiều lỗ. Và những cái phẫu thuật nội soi nhiều lỗ thì chúng ta dùng cái troca, và cái trong quá trình tỉ đè cũng như thao tác của phẫu thuật viên thì các troca đấy là troca xoắn, vì vậy nó tỉ đè, nó làm tổn thương cái thần kinh liên sườn, vì vậy cho nên là cũng sẽ gây một cái dị cảm và đau hơn so với phẫu thuật nội soi một lỗ. Và phẫu thuật nội soi robot thì kết quả gần đây cũng nghiên cứu là không có lợi ích hơn so với phẫu thuật nội soi thông thường. Đấy, tuy nhiên là nó phụ thuộc vào từng trung tâm. Đây là cái hình ảnh của phẫu thuật nội soi 3 lỗ, tức là chúng ta đi 3 cổng với camera ở giữa và 2 cổng hai bên để chúng ta đưa các dụng cụ vào thao tác. Và chúng ta có thể đưa dụng cụ thứ 4, thứ 5 vào cùng một cái lỗ để hỗ trợ, và chúng ta không cần phải mở thêm các lỗ khác. Và cuối cùng là phẫu thuật nội soi một lỗ mà hiện tại bệnh viện ca chúng tôi cũng đang áp dụng hiện nay. Và tất cả các bệnh nhân mổ nội soi cắt thủy phổi nạo vét hạch hiện nay bệnh viện ca là chúng tôi sử dụng phẫu thuật nội soi một lỗ, tức là 3 dụng cụ chúng ta đều đưa vào một lỗ với một cái đường rạch tiêu chuẩn khoảng 2.5 đến 3 cm, là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được các thao tác cắt thủy phổi và nạo vét hạch. Các cái hình ảnh so sánh giữa phẫu thuật nội soi 4 lỗ rồi 3 lỗ rồi một lỗ, đấy chúng ta thấy các cái lợi ích của nó, về chúng tôi cung cấp hình ảnh, và đây là hình ảnh thực tế ở tại bệnh viện ca chúng tôi ạ. Như vậy cái phẫu thuật nội soi VAT ngày càng được phát triển. Trong cái nghiên cứu của các trung tâm ở tại Nhật từ năm 2008 đến năm 15 thì chúng ta thấy từ 19% bệnh nhân mổ nội soi, và cho đến năm 15 thì người ta đến lên 71% bệnh nhân mổ nội soi. Còn mổ mở lúc đó nó chỉ chiếm khoảng 29-30%. Và kết quả của phẫu thuật nội soi một lỗ với kết quả đưa ra từ năm 2009 đến năm 2013 thì cho thấy cái việc mà lobectomy so với segmentectomy ở tất cả các tiêu chí thì cái segmentectomy này nó tốt hơn và có ưu việt hơn. Còn kết quả sống 5 năm
thì cho thấy có kết quả tương đồng ở giai đoạn 1A và được bệnh nhân sống 5 năm khoảng 90%. Đây là hình ảnh của phẫu thuật nội soi 4 lỗ ở những cái thời kỳ đầu của triển khai phẫu thuật nội soi. Tuy rằng 4 lỗ hay 3 lỗ hay 2 lỗ thì phẫu thuật nội soi nó vẫn tốt hơn, giảm xâm lấn và giảm đau đớn và giảm tổn thương cho bệnh nhân một đường với một cái đường mổ rạch rộng 15-20cm và dùng cái filoseto banh rộng khe sườn, thậm chí cắt một xương sườn để chúng ta banh rộng ra để chúng ta so sánh với nhau. Đây là hình ảnh mà trong phẫu thuật nội soi mở rộng để bóc tách các cái hạch và kiểm soát các mạch máu của các thùy phổi. Đây là kiểm soát các cái mạch máu của phân thùy phổi và chúng ta có cái dựng hình 3D trên phim CT, sau đó chúng ta ứng dụng vào thực tế trên bệnh nhân lúc chúng ta mổ và chúng ta thấy nó rất là tương đồng giữa các cái nhánh của A8, A9, A10. Và như vậy hiệu quả của phẫu thuật điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện ca. Trong một nghiên cứu dựa trên 282 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ ở giai đoạn 1, 2, 3 từ năm 2011 đến 2013 thì chúng tôi thấy có tỷ lệ phẫu thuật cắt thùy phổi, nạo vét hạch và sau đó điều trị hóa chất bổ trợ, và chúng tôi có một cái kết quả sống thêm DSS và OS như sau. Tuổi trung bình thì 56,2 và giới nam chiếm 79,4%. Mô bệnh học thì chủ yếu là gặp ung thư biểu mô tuyến. Về kích thước khối u thì các khối u trung bình rơi vào khoảng 3-5 cm, và đặc biệt thì tỷ lệ di căn hạch trong cái nhóm mà chúng tôi mổ 282 bệnh nhân thì có thấy 50% số bệnh nhân di căn hạch. Thời gian sống thêm tại thời điểm 3 năm kết quả nghiên cứu là sống thêm toàn bộ là 67% và sống thêm không bệnh là 52%. Và trong nghiên cứu chúng tôi thấy rằng giai đoạn bệnh là yếu tố tiên lượng độc lập đối với thời gian sống thêm. Ở giai đoạn sống 3 năm theo các giai đoạn tương ứng là giai đoạn 1 là 87%, giai đoạn 2 73% và giai đoạn 3 thì tỷ lệ này giảm xuống còn 42%. Bởi lẽ là ung thư phổi giai đoạn 3A có yếu tố tiên lượng xấu do hiện tượng di căn hạch L2 trong trung thất. Và trong nghiên cứu đó chúng tôi kết luận di căn hạch là yếu tố tiên lượng độc lập đối với thời gian sống thêm. Khi bệnh nhân chưa có di căn hạch, tức là L0, thì tỷ lệ sống thêm 3 năm là 82%. Khi mà có di căn hạch, tức là di căn hạch ở các chặng L1 hoặc L2, tỷ lệ này giảm xuống còn 53%. Và đương nhiên di căn hạch L2 có tiên lượng xấu hơn so với L1 với tỷ lệ là 42% so với 63% của hiện tượng di căn hạch L1. Và đây là cái biểu đồ thời gian sống thêm theo các chặng hạch với mẫu nghiên cứu 282 bệnh nhân. Thì chúng ta thấy ở giai đoạn hạch L0 thì tỷ lệ sống thêm là 82%. Đến khi mà có di căn hạch N1, N2 thì tỷ lệ này còn 53%. Trong đó di căn N2 có tiên lượng xấu hơn N1 với 42% so với cả 63%. Các cái nghiên cứu của các tác giả nước ngoài như là Masaisio và iPad cũng như Kaiser thì các tác giả cũng đã nghiên cứu lạo vét hạch trên rất nhiều các cái bình diện. Tuy nhiên tác giả Kaiser Sarager thì họ cho thấy rằng di căn ở các một nhóm hạch thì có tiên lượng tốt hơn hai nhóm hạch và có tiên lượng tốt hơn ba nhóm hạch. Và nếu bệnh nhân có di căn từ ba nhóm hạch trở lên thì không bệnh nhân nào sống được quá 3 năm. Và bất kể di căn đó là hạch N1 hay N2 trong cái nhóm nghiên cứu này. Và đây là một hình ảnh chúng tôi mổ với một cái đường rạch phẫu thuật nội soi một lỗ. Đấy, với đường rạch một lỗ và để cắt thùy dưới phổi phải nạo vét hạch. Như vậy trong thực hành lâm sàng thì cái vai trò của ngoại khoa trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm.
Như vậy bác sĩ ngoại khoa đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý bệnh nhân ung thư cũng như là chỉ định trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. Như vậy là chúng ta phải đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật đấy, và hội chẩn đa chuyên khoa, và từ đó chúng ta phân ra được hai nhóm là bệnh nhân mổ được và bệnh nhân không mổ được. Với bệnh nhân mổ được thì chúng ta tiến hành chỉ định mổ, còn không mổ được chúng ta phải có những cái chuyển hóa xạ trị điều trị. Vai trò của MDT đối với bệnh nhân ung thư phổi hay giai đoạn sớm. Tại bệnh viện ca cũng như một số trung tâm khác thì MDT, tức là hội chẩn đa chuyên khoa, là vô cùng quan trọng để đưa ra cái phương án xử lý cho hợp lý, đặc biệt đối với những trường hợp mà khó và những trường hợp phức tạp. Xác định bệnh nhân có phù hợp ở phẫu thuật hay không, đặc biệt là các bệnh nhân ở giai đoạn 3A, là cái giai đoạn giữa mổ được và không mổ được. Vì vậy cho nên là hội chẩn đa chuyên khoa chúng ta đã đưa ra và chính xác hơn trong những cái nhóm như thế này. Ra quyết định về lộ trình điều trị, bao gồm lựa chọn điều trị, bổ trợ và tân bổ trợ cho bệnh nhân. Các trung tâm khác nhau sẽ có cách tiếp cận khác nhau về vai trò chức năng của hội đồng đa chuyên khoa. Chúng ta có những cái hoạt động khác nhau và cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên là cần, tôi nhấn mạnh là cần phải qua hội chẩn MDT. MDT trong nghiên cứu người ta thấy 15.731 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại 49 bệnh viện đấy, và cho thấy là MDT thì cải thiện chất lượng chăm sóc và giảm cái chi phí trong điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. MDT tăng số bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn toàn diện, đánh giá đa chuyên khoa và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc và điều trị chính xác hơn, và giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ lúc được chẩn đoán cho đến lúc mổ cũng như sau khi mổ. Tuy nhiên, mặc dù các cái tiến bộ kỹ thuật trong ngoại khoa được phát triển, các kỹ thuật được áp dụng, nhưng mà kết cục của ung thư phổi nói chung thì cho đến thời điểm ngày nay thì có khả quan hơn, nhưng mà so với các mặt bệnh khác thì ung thư phổi vẫn là một bệnh mà kết quả còn khiêm tốn. Như vậy, kỳ vọng trong tương lai thì chúng ta cải thiện được cái OS cho bệnh nhân bằng các liệu pháp bổ trợ và tân bổ trợ, cải thiện hội chẩn đa chuyên khoa MDT ở các cái giai đoạn để có điều trị đúng, giảm gián đoạn trong điều trị, cần phát hiện sớm bằng các phương tiện chẩn đoán để phẫu thuật cắt ít hơn, xâm lấn tối thiểu, bảo tồn chức năng phổi nhưng vẫn đảm bảo tính triệt căn, và VAC với segmentectomy được khuyến cáo và là một trong những cái xu hướng của phẫu thuật trong tương lai. Xin cảm ơn các quý đồng nghiệp.